do chia tay là vì điều gì? Những lý do khiến ta không cùng suy nghĩ, cũng bởi vì yêu thương chưa đủ quan trọng, cũng bởi vì chưa đặt vị trí cho nhau. Có chắc là ta đã vì nhau chưa? Hay là do bản thân nhìn nhận sai lầm? Có chắc là ta đã thay đổi vì nhau chưa? Hay mọi thứ xảy ra là do ta cố chấp? Trong khoảng thời gian bên nhau, ta không cùng quan điểm với nhau. Niềm tin đặt quá lớn, vô tình đánh rơi từ lúc nào. Nỗi đau luôn đến từ một người mình tin tưởng nhất. Từ đặt vị trí đối phương để nhận thấy cảm giác lúc này. Tại sao không là cố gắng, thay vào đó là sự chấp nhận? Tại sao không gạt nước mắt để có đứng thay vì gục ngã? Hãy thay đổi cách nhìn để thấy lý do là gì. Từ đặt vị trí của nhau để nhìn thấu nhau nhiều hơn. Chắc là ta đã vì nhau chưa? Hay là do bản thân nhìn nhận sai? Có chắc là ta đã thay đổi vì nhau chưa? Hay mọi thứ xảy ra là do ta cố chấp? Trong khoảng thời gian bên nhau, ta không cùng quan điểm với nhau. Niềm tin đặt quá lớn, vô tình đánh rơi từ lúc nào. Nỗi đau luôn đến từ một người mình tin tưởng nhất. Từ đặt vị trí đối phương để nhận thấy cảm giác lúc này. Tại sao không là cố gắng, thay vào đó là sự chấp nhận? Tại sao không gạt nước mắt để cô đứng thay vì gục ngã? Nhìn để thấy lý do là gì. Từ đặt vị trí của nhau để nhìn thấu nhau nhiều hơn. Thời gian bên nhau ta không cùng quan điểm, niềm tin quá lớn vội đánh rơi từ lúc nào. Người mình tin tưởng nhất lại là người khiến ta phải nhìn sai. Tại sao không là cố gắng, thay vào đó là sự chấp nhận? Tại sao không gạt nước mắt để cô đứng tay vì gục ngã? Hãy thay đổi cách nhìn để thấy lý do là gì. Từ đặt vị trí của nhau để nhìn thấu nhau nhiều hơn. Vị trí của